Xin chào các bạn đến với gusto.vn. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng với các bạn review bàn nướng của Silvercrest. Đây là cái dòng có series STGH2000A1. Silvercrest là một cái thương hiệu chuyên sản xuất các cái đồ gia dụng nhỏ cho gia đình. Đây là cái dòng bàn nướng có kích thước tương đối là nhỏ gọn, chiều này khoảng 30 cm và chiều dài khoảng 50 cm. Xếp rất là vừa vặn trên một cái mặt bàn như này, có thể dùng để nấu thức ăn, để phục vụ cho một gia đình khoảng 4 đến 5 người. Ở đây thì có cái bếp nướng có cái cấu tạo là phía trên mặt là cái bàn nướng bằng kim loại có phủ lớp chống dính và an toàn với thức ăn. Phía dưới là cái khay bằng tre, nhìn trông phong cách rất là Á Đông. Cái khay này thì là có thể cách nhiệt cái lớp kim loại với cả cái lớp bàn bên dưới và có thể dễ dàng là bê đi bê lại. Và cái bàn nướng này thì là được hoạt động bằng nhiệt. Ở đây thì là cái đầu dẫn điện vào, điện 220 và nó có luôn một cái bảng điều khiển ở đây. Để mình rút ra cho các bạn xem. Đây là cái đầu cung cấp điện và là cái bảng điều khiển luôn, có 5 mức công suất. Thì cái bàn nướng này có cái công suất phục vụ tối đa khoảng độ là 1.700 đến 2.000W, khoảng 2 kW. Và nó có 5 cái mức công suất ở đây, các bạn thấy từ số 0 đến số 5 và mình có thể chỉnh. Thì các mức công suất cao thì là cái mức nhiệt độ nó sẽ càng nóng, càng cao thì tùy theo cái loại thức ăn mà mình nấu thì là mình có thể chọn cái mức công suất khác nhau. Và ở đây thì là cái khay này có thể rút ra được dễ dàng. Đây ở bên dưới trông nó nhìn này. Cái khay này có thể rút ra để mà sau khi nấu ăn thì có thể rút ra làm vệ sinh. Và cấu tạo cái khay thì nó có cái phần này là phần rãnh để và cái phần này là phần phẳng. Và phía xung quanh ở phía viền phía đằng này là nó có cái rãnh để cho cái mỡ nó chảy. Và ở dưới này các bạn có thể thấy một cái khe để cho mỡ nó chảy ra xuống bên dưới vào cái khay đựng mỡ. Đây là cái khay đựng mỡ thì các bạn có thể rút ra để đổ mỡ đi khi mà đầy, khi mà đang đang nấu ăn thì các bạn có thể là đổ đi khi mà nó đầy và lại lắp lại vào. Và bây giờ chúng tôi sẽ thử nấu một số các cái món nướng đơn giản để xem là cái bếp nó hoạt động như thế nào. Trước khi nấu ăn thì các bạn có thể bật bếp lên này để cho bếp sáng. Thì lúc đầu mình cần đợi để cho chảo nóng thì mình có thể để mức công suất là 5, mức tối đa để cho chảo nóng nhanh. Và để kiểm tra độ nóng của chảo thì các bạn có thể để hơ tay đây để cảm nhận cái hơi nóng của chảo. Thì bây giờ chảo là bắt đầu đã nóng lên. Với món ăn rán trực tiếp tại bàn như thế này thì các bạn có thể là sử dụng bơ hoặc là mỡ để chiên đồ ăn. Thì ở đây nhà mình sử dụng bơ. Đấy, thì các bạn vẫn có thể ăn như bình thường. Hôm nay món chính của mình, món chủ đạo sẽ là thịt bò, rau với cả sườn cốt lết. Đấy, như các bạn thấy là chảo đã đóng và khi mình cho bơ lên thì các bạn đã thấy bơ nó đã bắt đầu sôi. Thì đây, rau thì mình có đậu ngự. Bạn thấy là nó nóng rất là nhanh. Vậy các bạn cũng không phải đợi quá lâu. Các bạn nghe thấy tiếng khéo khéo rất rõ. Ở cái phần bàn trong mà có thành bằng lượng sóng như thế này thì các bạn có thể để các món như là thịt hoặc là những món có mỡ để cho mỡ có thể róc xuống và không bị bám vào thức ăn. Còn với cái phần phẳng của chảo ấy thì các bạn có thể dùng các cái món như là rau củ ở đây. Đây là cái món ăn mà đang rất khá thịnh hành cả ở châu Âu lẫn châu Á, theo kiểu là mình ăn trực tiếp tại bàn. À, đồ ăn luôn là nóng và phục vụ trực tiếp. Mùi bơ rất là thơm.
Để đảo luôn thịt bò ra. Rau củ quả thì mình cho một bên. Đây, bò. Đấy, các bạn nghe thấy tiếng kèo không? Nó sôi rất là nhanh. Cái này thì mình có thể ăn liên tục và không phải chờ đợi gì hết. Đây là một cái bàn nướng để phục vụ cho các bữa ăn, đặc biệt là trong cái mùa đông này thì vừa ấm áp mà lại vừa rất là ngon miệng đấy. Các bạn thì mình thấy có thể thấy hấp dẫn không? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip cùng với tôi. Và chúc các bạn có bữa ăn ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Như vậy là Guto vừa cùng với bạn review bàn nướng của Silvercrest để đặt mua sản phẩm cũng như là trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức và châu Âu. Mời các bạn liên hệ với chúng tôi qua guto.vn hoặc qua Facebook Shop Guto hoặc qua số Viber, Zalo, email, điện thoại bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.